Rồi, hello anh em ha. Em là Trắng Minh, cái hàng xe máy Khánh Phép đây. Thì hôm nay đủ duyên lành này, em lên cho anh em mình một con quay y 125 ha. Màu trắng đỏ nè anh em ơi. Con này đời 2021. Đó. Xe này thì rất là đẹp nha anh em. Anh em nào mà nghiên cứu về quay Thái 125 á thì biết cái độ hot của em đó rồi ha. Rất là hot luôn, và đặc biệt là cái màu trắng đỏ này ha. Màu trắng đỏ này cực kỳ sang luôn. Anh em chạy ngoài đường là nhìn là biết xe Thái là sang trọng liền nha anh em. Đó, cái hình xe này rất là đẹp luôn. Xe này siêu lướt nha anh em. Đó, odo 587 cây. Đúng odo nha anh em. Xe này đúng odo ha. Đó. Màu trắng đỏ, cái đời 2021 là cái bờ cổ này nó màu đỏ rồi ha. Tem tiết đồ còn đầy đủ nè. Đó, rất là đẹp luôn. Khóa còn hai chìa nha anh em. Khóa còn hai chìa theo xe luôn á. Để em đi chi tiết từ dưới lên trên cho anh em mình xem ha. Đó, phuộc phóng rồi anh em coi nè, ốc tán đó ha, bảy màu luôn nha anh em. Cốt bánh chưa mở nha. Đó, đâu rồi cái vỏ trước, đâu rồi cái đát vỏ trước, đâu rồi đây 2021 nha anh em. Đát vỏ trước 2021, ốc đồ nè nó trắng tươi luôn nha. Đó, mình sườn trong luôn đó, rất là đẹp luôn. Ở trong nè mới chát rồi anh em ơi, nói chung là nó còn sạch lắm, đi siêu lướt mà mới có 500 mấy chục cây thôi ha, rất là đẹp luôn. Ốc tán bảy màu len ken, vỏ bọng rồi nè. Đó, còn cái phắn gai nữa nè ha, cái phắn vỏ nữa nè. Đó, cái màu này mà anh em chạy ra ngoài đường thì thôi rồi, hết sảy luôn, rất là đẹp. Đồ bò đâu biết rồi nè. Đó, cổ bô rồi nè. Cái này là tại nó bụi nha anh em, bụi tại vì đậu ở đây, đậu ở trước nhà đó nó hơi bụi. Ốc tán bốn móc đầu bò nhìn bảy màu nha anh em, chưa có xuống màu luôn đó, càng số càng xiết rồi nè, rất là đẹp nha. Đó, còn sáng tưng luôn ha. Đó, cái số máy còn dán trên đây nè. Đó, giờ anh em mà kỹ thì anh em mình chùm miếng đề can trong vô ha, chùm miếng đề can trong vô, giữ cái số máy này lại nha. Nó nhiều anh em ta cũng kỹ người ta giữ lại, còn nhiều anh em ta cũng lột bỏ. Đó, lóc liếc rồi là sơn zin hết nha anh em, chưa có đụng chạm sơn lại vô đâu nha. Đó, rất là đẹp xe luôn, tem tiết rồi còn đầy đủ nè. Đó, chân phục nè, rất là đẹp luôn nha, chưa tăng sơn đâu. Đó, ốc tán đâu nè, bảy màu một cụm luôn nha anh em, đều màu một chiếc xe luôn. Phục nè, giá khá là đẹp luôn anh em ơi ha, chân cẳng rồi, nói chung xe này rất là đẹp. Bắt vỏ đi, vỏ bọng đồ mới chát ha, 500 mấy chục cây thôi. Đó, đây em xăng đồ rất là ok ha. Đó, sổ bọng luôn nè, nắp xăng nè, quá đẹp. Chi tiết cho anh em mình luôn ha, nè, mâm nốt ruồi đó, chân trống chân bọng rồi nè, quá là xuất sắc luôn nha. Xe này nói chung là như xe thùng thôi anh em ơi, siêu siêu lướt ha. Mấy này giờ nếu mà anh em mua hàng chưa xăng là cũng hơn xỉ á. Đó, mà xe này đi lướt siêu lướt thôi, mới có 580 mấy cây thôi. Đó, cửa hàng em bán anh em với giá là 85 triệu bao hồ sơ cho anh em ha, về bấm biển ra tên. Đó, máy móc rồi thì anh em khỏi cần phải lo đâu, mấy cái dòng này. Đó, quậy Thái nổ cái hơi rất là lực nha anh em, cái hơi của nó tống ra nghe rất là ok luôn á. Máy em ru à, rồi quay Thái 125 nha anh em, đời 2021, đi 587 cây số, giá 85 triệu, bao hồ sơ cho anh em nào thiện chí ha. Rồi anh em nào có thiện chí thì cứ nhắc máy lên, kết nối với số của em Trắng ha. Số điện thoại em là 0944 631364 nha anh em. Cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Hẹn anh em ở clip sau ha. Bye bye.